Thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng dân tộc thiểu số, những năm qua, huyện Ngọc Hồi tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số, đồng thời ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở, thông tin, truyền thông, y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, động viên khuyến khích người dân tộc thiểu số tích cực lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2019 đến nay, huyện triển khai hiệu quả các chương trình dự án trong vùng dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng, trong đó gần 2,6 tỷ đồng hỗ trợ máy móc, phân bón và triển khai mô hình sinh kế cho hơn 830 hộ từ vốn chương trình 135, hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề cho gần 450 hộ theo quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 6,3 tỷ đồng triển khai hỗ trợ các mô hình cộng đồng thuộc dự án giảm nghèo Tây Nguyên. Gần 500 triệu đồng thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các chính sách về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho con em vùng dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời. Mạng lưới y tế trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố và hoạt động hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng lên. Đến nay có 100% xã thị trấn được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 90%. Người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định đã góp phần nâng cao sức khỏe người dân.